Hello, chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Zonia Supercar Vlog. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi chiêm ngưỡng và đánh giá nhanh chiếc Ferrari F8 Spider mới được Sơn Tùng Auto đưa về các bạn nhé. Đây là chiếc mui trần của dòng F8 thứ hai về Việt Nam sau một chiếc màu vàng đã ra biển số Sài Gòn. Đây là chiếc F8, một mẫu xe mà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã sở hữu một chiếc coupe rồi. Còn đây là chiếc Spider có màu đỏ và nội thất bên trong giống hệt với chiếc F8 coupe của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chiêm ngưỡng xem chiếc F8 Spider này có những cái gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu xe thì thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc 488 Pista. Thế nên các bạn thể quan sát ở phía trước có ba cái hốc hút gió, hai cái hốc hút gió chính cỡ lớn và một hốc hút gió ở chính giữa. Đó, hốc hút gió này nó sẽ mang cái luồng gió đi lên trên này các bạn này, lên trên cái nắp capo và tạo nên một cái lực ép xuống chính giữa của thân xe luôn. Đó, các bạn thể quan sát này. Đầu xe, phần cản trước có rất nhiều những chi tiết làm từ chất liệu carbon. Đây, chất liệu carbon các bạn nhé, xò luôn. Logo Ferrari này. Đó, quen thuộc, đặt ở vị trí rất là quen thuộc của tất cả chiếc Ferrari. Ở đây thì chúng ta có đèn pha LED. Bên trong là một cái bóng LED gương cầu cỡ lớn, một cái bóng những cái chóa LED ở bên cạnh, một cái dải đèn LED định vị. Đó, một dải đường thẳng luôn, nó không cần cong hay là cần tạo sắc nét gì, nó chỉ là một cái đường thẳng ở đây. Ở ngay cả phía trên cái cụm đèn pha này chúng ta cũng thấy chất liệu carbon ở trong cái hốc đó, trong một cái hốc nhỏ này. Xe có rất nhiều hốc hút gió luôn. Cái vè hai bên cản này cũng được làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Và đây thì có một hốc hút gió nhỏ để làm mát cho cái cụm cái má phanh ở phía sau tại bánh trước, cảm biến ở phía trước này. Đây là bộ mâm trên chiếc F8 này. Đó, thiết kế rất là quen thuộc luôn, giống với phiên bản coupe. Bộ mâm này thì có kích thước 20 inch ở phía trước và 20 inch ở phía sau. Đĩa phanh gốm carbon đục lỗ rất là lớn luôn, cùng phanh màu đen này các bạn. Đó, quan sát này. Nếu mà cùng phanh màu đỏ trùng màu ngoại thất thì trông nó sẽ ấn tượng hơn. Option hai bên thì cũng được làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Đó, làm từ chất liệu carbon. Logo Ferrari ở đây. F8 thì cũng sở hữu hai hốc hút gió cỡ lớn ở hai bên thân xe, giống như chiếc 488 GTB. Chất liệu carbon xuất hiện ở rất nhiều nơi, tại vị trí mui này cũng có carbon các bạn nhé. Đây là bộ mâm phía sau này. Đó, với cái đĩa phanh nó nhỏ hơn một chút so với phía trước. Mâm vẫn là mâm 20 inch và phong cách hình ngôi sao, nhìn rất là đẹp luôn, và sơn màu xám chứ không phải là màu đen hay là màu kim loại gì. Đây, chúng ta quan sát phần đuôi của chiếc F8 Spider. Phần đuôi được thiết kế rất là cân xứng và nó đối xứng hai bên nhé. Các chi tiết được đối xứng hai bên nhìn rất là vừa mắt luôn. Và thiết kế thì nó vẫn giống như chiếc F8 coupe thôi. Ở đây thì chúng ta có ống xả đặt giữa này. Đó, rất là quen thuộc của những chiếc Ferrari thời gian gần đây rồi. Đặc biệt là trên 458 Special hay là 488 GTB cũng được ống xả được đặt ở vị trí như thế này. Phía dưới là hệ thống cản chia gió làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Cái cánh chia gió cỡ lớn làm từ chất liệu carbon, và chính giữa là một cái khoảng không rất lớn để cho cái lượng gió ở dưới sàn nó thoát ra, ở dưới gầm xe nó thoát ra. Chúng ta có camera lùi gắn ở đây. Đây là cánh lướt gió gắn cố định vào thân xe luôn các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn. Đây, một cái chi tiết thông ở giữa này. Ở giữa này nó làm thông ra này. Và đèn phanh gắn ở trên này luôn. Đây là cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu dạng LED. Và thiết kế tròn cổ điển rất là quen thuộc của Ferrari các bạn nhé. Những chiếc Ferrari từ cũ cho đến mới thì thường có những cái đèn pha tròn, đèn hậu tròn như thế này. Nhìn cái là nhận ra ngay. Phía dưới là một cái dạng lưới sơn đen. Lưới sơn đen carbon các bạn nhìn đâu, carbon rất nhiều luôn. Hệ thống ống xả, đây là ống xả zin chưa độ. Đây là khối động cơ, phía dưới cái tấm chắn này là khối động cơ V8 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa là 710 mã lực và mô men xoắn cực đại là 770 Nm, tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa là 340 km/h các bạn nhé. Hộp số của xe là hộp số 7 cấp ly hợp kép, được chia sẻ từ công nghệ của F1, đó là sự đỉnh cao của trên chiếc F8 này. Đó, do là phiên bản mui trần, thế nên một cái khoảng không ở trên này sẽ được chia lại để khi các bạn mở mui ra thì nó sẽ cất cái phần mui ở dưới. Thế nên cái nắp động cơ nó sẽ được giới hạn chỉ lên đến đây thôi. Và khi mở lên là khá nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ mở cái nắp capo ra cho các bạn xem cái khối động cơ của chiếc F8 Spider các bạn nhé. Đây, mở nắp capo thì nó có một cái lẫy ở đây, rất là đơn giản luôn, ngay bên cạnh ghế lái. Và gật cái lẫy lên thì chúng ta nhấc nhẹ nhàng thôi. Đó, rất là nhẹ nhàng các bạn nhé. Chất liệu carbon xuất hiện ở rất nhiều nơi, ở thành động cơ này,
Đó, cái nắp chụp động cơ này, logo F8 Spider này. Đó các bạn nhé, khối động cơ V8 3.9 lít tăng áp. Đó, hai cái cổ hút cực lớn luôn này các bạn này. Sổ to như cái bắp chân luôn. Đó, phần động cơ nó còn ăn sâu ở bên trong rồi các bạn này. Đó nhá. Động cơ cơ khí đỉnh cao của Ferrari. Đó, đóng lại thì nó lại gọn nhẹ luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá xem chiếc F8 Spider này có cái gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái chất liệu da chính được sử dụng trên chiếc F8 này. Da trơn màu đen ở phía trên và da lộ cũng có màu đen ở phía dưới. Do ngoại thất có màu đỏ thế nên những cái đường chỉ khâu ở bên trong cũng sẽ có màu đỏ các bạn nhé. Đó, những cái đường chỉ khâu bên trong màu đỏ này. Wow, ở đây thì chúng ta có cái nút mở cốp ở phía trên và cái nút mở nắp bình xăng. Hệ thống loa, wow, hệ thống loa phải đẳng cấp luôn. Loa là loa JBL Professional. Đó, hệ thống loa cao cấp high-end của JBL. Đây là một cái núm điều chỉnh, có lẽ là điều chỉnh gương. Bậu cửa thì ốp carbon và có dòng chữ logo Ferrari. Ghế ngồi thì các bạn nhìn đâu, ghế ngồi đậm chất thể thao, đậm chất của siêu xe luôn, của supercar, của xe đua luôn các bạn nhé. Ghế ngồi là khung carbon. Đây các bạn thể quan sát bộ khung carbon luôn. Đây các bạn nhìn đâu, ghế ngồi khung carbon xịn sò luôn. Đây các bạn rút và gập nó ra, nãy mình không để ý. Các bạn chỉ cần rút cái này là gập nó được xuống. Các bạn thấy bộ ghế khung carbon rất là đẳng cấp luôn của xe đua đấy. Đó, sau đó các bạn sẽ ngả ra. Ghế tất nhiên là ghế khung carbon như này thì các bạn sẽ phải chỉnh cơ, không thể chỉnh điện được. Chỉnh điện thì nó sẽ chạy dây hệ thống lằng nhằng và nó sẽ nặng hơn cho cái bộ ghế này, tạo nên một cái trọng lượng xe lớn hơn so với khung carbon chỉnh cơ. Đây các bạn chỉnh cơ trượt lên trượt xuống. Ghế ngồi thì là bọc da lộn này các bạn này. Da lộn này nhìn nó thấy là phong cách xe đua rồi, da Alcantara mà. Chính giữa là có một cái sọc màu đỏ và những cái đường chỉ may màu đỏ các bạn nhé. Ghế ngồi thì các bạn này, hai cái phần bên này nó nhô lên để ôm lấy cái phần đùi của các bạn. Và phía trên này thì nó cũng nhô ra để ôm lấy cái phần thân của hai bên của bạn. Thì khi các bạn vào cua nhanh hay là các bạn chạy nhanh thì nó bó sát người. Các bạn nghiêng người thì nó vẫn giữ ở bên trong cái lòng ghế. Và có những cái đường thoát hơi này các bạn này. Đó, nhìn đẹp không? Ghế ngồi đẳng cấp luôn. Logo Ferrari màu đỏ ở trên. Đó. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào bên trong. Và như mình đã từng nói rất là nhiều, cách vào siêu xe là các bạn sẽ cho phần mông vào ghế trước, sau đó thu chân vào các bạn nhé. Đó là cách vào dễ nhất và thoải mái nhất cho các bạn. Ở đây thì chúng ta có ba cái nút là P này, về auto này và lunch control nữa các bạn. Các bạn có thể chạy lunch control. Ở đây thì chúng ta có hai cái nút lên và hạ kính. Đây là phần lên và mở mui và đóng mui. Đây các bạn nhá, mở mui và đóng mui. Và logo Ferrari đây, có một cái khay để đồ nhỏ ở đây, một cổng sạc USB và một cổng sạc dạng tàu thuốc, vẫn rất là tiện nghi. Đây, phần ghế bên, ghế phụ này được làm từ chất liệu carbon xịn sò luôn. Chìa khóa của chiếc Ferrari sẽ có khay để đây. Mình sẽ bỏ cái chìa khóa ra khỏi cái túi bóng này. Đây, chìa khóa đỏ chót luôn các bạn nhá. Đó, Ferrari phải đỏ chót như này này. Đó, mới chất lượng à. Chìa khóa rất là quen thuộc, giống với những chiếc 488. Với khóa cửa và mở cửa ở đây. Mở cốp này, bật đèn này. Đây, và chìa khóa sẽ có vị trí để đây các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn chưa, rất là quen thuộc trên những chiếc Ferrari luôn. Chiếc F8 Spider này thì có một cái màn hình 7 inch ở phía này, cũng là điều chỉnh cảm ứng luôn các bạn nhé. Đây là cái màn hình 7 inch cảm ứng. Đó, các bạn thể điều chỉnh được rất nhiều thứ ở đây. Display off này, media này, navigator này, performance này, VDA này, có rất nhiều những cái thông tin mà các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Đó, có thể là một cái màn bản đồ luôn, bạn ngồi bên cạnh các bạn có thể điều chỉnh được. Media này, có logo F8 Spider này, cửa gió điều hòa đậm phong cách xe đua các bạn nhé. Đó, đậm phong cách xe đua luôn, xịn sò, cực kỳ xịn sò luôn. Đây là cái núm để chúng ta điều chỉnh cái màn hình ở bên trong, cái màn hình phía sau vô lăng. Đó, các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Đó, Speedmaster, radio này, media này, navigator này, phone này. Vào đó, vào navigator. Đó, cái màn hình ở bên tay phải của cái cụm màn hình bên phía sau vô lăng các bạn nhé. Đây chúng ta có nút home này, nút quay lại này và một số cái tính năng khác, chỉnh âm lượng và các thứ ở đây. Điều hòa này các bạn, xịn sò luôn nhá. Cụm này thiết kế rất đẹp, bên trong cũng có rất nhiều chi tiết làm chất liệu carbon. Có một cái màn hình nhỏ ở đây để hiển thị nhiệt độ các bạn nhé.
có nâng hạ gầm ở đây này. Khi nâng gầm hết cỡ thì phần đầu xe rất cao luôn, các bạn đi qua những cái địa hình khó được. Ở đây chúng ta có camera camera lùi đó, có một cái kích hoạt nút camera lùi. Ở đây thì những cái điều chỉnh quen thuộc trên những chiếc xe hơi thông thường rồi, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Ghế ngồi là chỉnh cơ các bạn nhé, phần giữa được lõm ra này. Đó, những chiếc xe đua thì sẽ có hai cái tua tua này để đỡ hai cái bắp đùi của bạn và phần giữa này lõm vào. À, bây giờ thì mình sẽ nổ thử máy của chiếc Fairy F8 Spider lên để các bạn nghe từ bên trong các bạn nhé, nghe từ bên trong này. Đây, start top engine đây nhá. Nghe chưa? Âm thanh gầm gừ từ phía sau. Đó, và đây vô lăng đã về vị trí chính giữa. Vô lăng thì là bọc da trơn và chất liệu carbon. Đây chúng ta có chất liệu carbon. Nút start top engine ở đây. Có, chúng ta có các chế độ West, Sport, Race, City Off và S Off. Đây, đang ở chế độ Sport này. Chúng ta chuyển sang chế độ Race này. Đó, Race và Sport nhé. Còn các bạn đi bình thường thì nó là chế độ Auto, nút Start Top Engine. Chất liệu carbon này các bạn. Sinh nhan thì giống với chiếc Roma mà mình từng giới thiệu các bạn rồi. Phía sau vô lăng là hai cái lẫy chuyển số cực kỳ lớn làm từ chất liệu carbon các bạn nhé. Đây chúng ta có màn hình này, một cái màn hình điện tử ở bên này. Bên kia cũng có màn hình điện tử, vừa nãy mình đã điều chỉnh cho các bạn rồi đấy. Và chính giữa là cái hiển thị vòng tua máy các bạn nhé. Hiển thị vòng tua máy. Với những chiếc siêu xe thì vòng tua máy nó sẽ được đặt ở vị trí trung tâm và nổi bật nhất để các bạn quan sát. Đây là toàn bộ khoang cabin của chiếc Fairy F8 Spider. Đó, rất ấn tượng luôn. Các bạn, bây giờ mình sẽ mở cái mui này ra các bạn nhé. Mình sẽ mở cái mui này. Đó, nó sẽ hạ kính này, sau đó mở mui này. Đó, các bạn nhìn thấy nó mở mui chưa? Đó, chúng ta có một không gian rất thoáng đãng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ có một chút tiếng bô để cho các bạn nghe các bạn nhé. Và nhờ một bạn nào ngồi bị đứng ở bên ngoài, các bạn sẽ quay hộ. Chúng ta sẽ thử trải nghiệm nhanh chiếc F8 Spider này xem nó có cái gì đặc biệt các bạn nhé, xem động cơ nó có khỏe hơn chiếc Roma có thể chạy không. Về thông số thì nó là 710 mã lực, hơn chiếc Roma khoảng 100 mã lực các bạn nhé, hơn chiếc Roma khoảng 100 mã lực. Đây. Và giống như chiếc Roma, giống như chiếc Fairy khác thì các bạn muốn vào số ấy thì các bạn sẽ phải up các bạn nhé. Các bạn sẽ phải gẩy up để vào số 1 và tất nhiên là chân sẽ phải đạp phanh rồi. Đây. Bên này thì nó đã hiển thị số 1 auto và đang ở chế độ Race. Tuy nhiên đi lòng vòng trong một cái không gian hẹp thì chúng ta chỉ nên chạy Sport thôi, không nên chạy Race. Đó, mình đã chuyển về chế độ Sport. Và với chiếc F8 Spider này, đây, các bạn nhả chân phanh ra chứ, xe chưa hề di chuyển đâu. Đó, các bạn sẽ cần một cái lực nào đó để tác động vào chân ga thì xe nó mới di chuyển. Đó, các bạn nhìn đâu. Wow, nhích nhẹ chân ga thôi mà xe nó vọt về phía trước rồi. Wow, rất phê các bạn ạ. Động cơ rất mạnh luôn. Đến đây. Wow. Rất mạnh mẽ các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy vòng lại về vị trí ban đầu. Cảm giác ngồi siêu xe các bạn ạ. Chiếc này nó khác hẳn với chiếc Roma luôn. Chiếc này nó thấp cực kỳ luôn. Các bạn như ngồi trên một chiếc thảm bay lướt trên mặt đường vậy. Cái khoảng không quan sát của bạn cũng khá là thấp.
nhìn qua gương các bạn chỉ nhìn thấy cái hốc hút gió phía sau và một chút cái không gian thôi. Thực sự là chạy siêu xe ở trong đường phố ở Việt Nam ấy thì các bạn cần phải rất là cẩn thận. Tuy nhiên với những cái sự phấn khích tối đa như này thì mình nghĩ là với những đại gia hay là những người chơi xe thì chúng ta sẽ phải chạy trên những tuyến đường cao tốc hoặc là những cái không gian lớn hơn thì các bạn mới có thể thể hiện được sức mạnh của chiếc siêu xe các bạn. Camera lùi ạ. Ôi ôi, vô lăng trước này khá nặng ạ. Xe mà cảm xúc lúc nào nó cũng khác với xe thường, từ cái khung gầm cho đến cái vô lăng cho đến cái chân ga chân phanh, hoặc ngay cả cái cảm giác ngồi của bạn nó lọt thỏm xuống dưới, các bạn cũng thấy nó sự khác biệt so với những mẫu xe thường rồi các bạn nhé. Rất thích thú. Và đây mình đang đi qua cái xưởng của Lamborghini, rất nhiều siêu xe. Đó, có lẽ là một chút trải nghiệm nhanh cùng với chiếc F8 Spider thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ trả nó về với showroom Sơn Tùng Auto, số 2 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Tất cả các bạn có nhu cầu về chiếc Lamborghini hay là chiếc Ferrari nào đó đều các bạn có thể liên hệ qua Sơn Tùng Auto để nhập về hoặc là đặt mua ngay những chiếc đang có mặt tại Sơn Tùng Auto, số 2 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Các bạn biết muốn về N thì về như thế nào không? Về N thì các bạn cầm cả up lẫn down gặp về và nó sẽ về N các bạn, N Auto. Đó. Đây, thay trời kết thì mình sẽ làm một chút bô nghe từ bên trong nhá.